Anh em chú ý nghiêm chỉnh tướng đồng phục, rút về quan tài chào. Dạ, dạ, kính thưa các cấp lãnh đạo và chính quyền địa phương cùng quý ông bà cô bác thân bằng huyết thuộc gần xa có mặt trong buổi tang lễ của bà hôm nay. Và chỉ còn vài giây phút nữa thôi là các con các cháu sẽ đưa linh cụ của bà về nơi an nghỉ sau cùng, cũng là lực lượng thống nhất của gia đình. Dịch vụ mai táng tại hòm Úc Tròn, địa chỉ huyện Mỏ Cày Bắc đến đây trước cũng xin được phép thắp ba nén hương để chia buồn cùng gia đình tang quyến. Sau xin được làm lễ tang của bà cho thêm phần long trọng và trang nghiêm, chúng con xin được làm lễ đại bái quan, động quan và sau cùng là lễ di quan. Lễ đại bái quan gồm có nghi thức như sau: dân trà, dân hương, đốt với tiền vàng bạc và đại gạo muối để làm lộ phí đi đường cho bà. Lễ động quan đánh ba hầu trống tiễn biệt đánh thắng hoàng và sau cùng là lễ di quan để đưa linh cụ của bà về nơi an nghỉ sau cùng. Trong lúc các con các cháu hành lễ đại bái quan nó có điều chi sai sót, rất mong quý ông bà cô bác gần xa niệm tình thông thứ và bỏ lỡ cho. Chương trình đại lễ bái quan của đại hòm Úc Tròn xin được phép bắt đầu. Thank you.
chương trình đại lễ bế quan của đại hội Úc Tròn huyện Mỏ Cày Bắc đã kết thúc. Và nếu có điều chi sẻ góp rất mong quý ông bà cô bác gần xa niệm tình thông thứ và mọi lỗi cho. Trong phần còn lại là lễ động quan và sau cùng là lễ chi quan. Anh em chú ý yên cúi đầu chào.
với lời chia buồn sâu sắc nhất.
cái giò bự quá đi đặt giò. Ôi trời ơi, muối quá nè. Có gì có mặt cũng đây cái gì vô đó, có mặt chó tao đây. Chọn chân, chọn chân. Chọn chân, chọn chân. Chọn dưới nha. Chọn chân, chọn chân. Từ từ, từ từ, thôi, không sao đâu. Từ từ thôi. Thank you.
Lô đâu? Lô.